Thưa các bộ các mê cái nhuận mạng, trải qua quá trình hình thành cùng phát triển của dân tộc, mọi mương đã bảo tồn cùng hiếm giữa ảnh nhiêu tàn nét văn hóa truyền thống, lo niệm, có lịch toài, có lũng là lịch toài. Ni chính là biểu tượng tốt đẹp, lòng tư duy của mọi mương trong nhận thức với thế giới biên bang. Phần cuối chương trình hôm nay, mời các bộ các mê cái nhuận mạng để tìm hiểu về lịch toài, có lũng hoặc là lịch toài, công tác giá trị văn hóa biên bang di sản ni. Thế là nó phủ ở đây thôn hả là chúng cá nhà mới nó thuộc về phủ ra tiếng ngõ cái năm nay nó mà ăn cái ngày thối ngày tình trong cái báo thôn thế ăn là nhà mới thế không có. Năm nay thối gì lại năm nay thối dần thối dần này con phụn con đầm con khổ con quay thảm con chín con mưa chẳng là giờ phải là không một nữa không một tháng con là nó mát tôi mua cái háp này ra là ba ngày mua cơ ha cơ ba cơ bụng cơ đâm cơ khổ cơ bấy cơ ngày ngày đâm mới ăn ngày thối chứ nữa của em quan cao mua thay đây còn thôi còn kháng là còn miếng là ăn được đâu nếu cao mua về cho lợp về thì cái háp cái này cái háp nếu cái háp mà chẳng lợp thì tính cái trường thì lại chẳng là nó để các trường chẳng là nó đây nó tập bất tính các ha các pa mà ăn là nhà ngon mồng pi á cuối năm nó đang ha các pa nó các trường chẳng là các kiêng ngay mai nì tựa Bùi Văn Ninh ở mương lũy ái xã Phong Phủ huyện Tân Lạc với tỉnh nhà bộ mo có uy tín toàn làng tớ nhớ bộ thấy ngỏ cho ngay linh từ cả nhà chuẩn bị là nhà mới dù lòng nhà tựa y hay leo tân cái bán lịch xương công lịch âm của mọi Việt đỡ ngỏ ngay càng nhưng ý giữ cả phong tục truyền thống bớ tê hơ cứ tương lân có công to việc cá việc quan trọng trong nhà làng mương tựa ninh lại tỉnh nhớ bổ thây ngỏ cho ngay lên khẳng thối theo lịch đòi lịch cố chuyên của mọi mương theo mọi một pì cái lịch đòi nữa để theo xã hội năm này mà phát triển mới đây là cái việc lũn còn cái quyết định của gia đình là chọn ngày cưới hay là ngày là nhà mới thì khái dùng định đôi đó, khái ngõ yếu tiêu khả thế là báo đó. Trải qua quá trình hình thành cùng phát triển của dân tộc, mọi mương đã bảo tồn cùng hiếm giữa ảnh nhiều tần kể nét văn hóa truyền thống, trong niềng có lịch đôi. Lịch đôi là một tổng hợp, đúc kết kinh nghiệm qua nhiều đời của mọi mương Tây Hư, là biểu hiện tốt đẹp nhất tư duy của mọi mương trong nhận thức về thế giới bên vàng. Mọi mương hốt là lịch đòi, vì kỳ lịch ní ảnh phân chia ngay càng trong một năm theo vận hành của khao đòi. Con hốt là khao tu rùa. Trong khao con, có bảy khao vận hành theo châu đông lại tây. Mọi mương coi lịch đòi là lịch phản sự, tỉnh ngay lên thẳng thốt tứ bắt đầu một công việc chi niệm. Tây hư, tân phổ thấy cỏ tai chiêm tinh thương linh tinh cái ngọn tôn dạ trang thang kẻ luôn bài đất trộn thoảng ngò khao đoai đôi mắt đam điện cỏ càn rác mưa sỏ trên no cùng ngày hôm nay cái tỉnh lịch đoai ý chí cỏ bổ thấy uy tín ở trong lung mương hơn mở mắt ảnh rõ thưa các bộ các mề thưa các cái ngột mảng mọt mương có câu cơm đô nha các tác quạc củi hù ngay lui khẳng định đỡ rằng về lên nét văn hóa đặc trưng của dân tộc, Long Tỷ có phong tục tỉnh ngay khẳng theo cách truyền thống. Đỡ xin hiếu về lên nét đặc trưng của văn hóa ni, đơn tôi đã có buổi nhau triển bê bổ Bùi Văn Nời, nhà nghiên cứu văn hóa mương. Công bố Bùi Văn Khấn, một nghệ nhân mò ở mương Lũy Ái, xã Phong Phủ, quyền mương Tân Lạc. Trước tiên xin ăn hỏi nghệ nhân Bùi Văn Nời, nhà nghiên cứu văn hóa mương. Ăn mắt lắp vai cách tỉnh thời gian ngay khẳng theo lịch của Mọt Kinh. Hay mọt mương còn có một cách tính hay khả riêng. Tính hay bố có thể cho sôn mắt là kể lịch ni là có ý nghĩa thế nào ạ? Bố cảm thấy tất tế đá cái là mới có không gian như là trời tất lăng khao cơ có mây nước con người. Có không gian nổi cả là phải có cái thời gian. Chẳng hạn các cái sinh hoạt của con người nó sẽ bị đảo lộn hết mà chẳng có định hướng. Thế thì cái việc ý niệm về thời gian, phân chia thời gian ấy, thì nó rất là khó khăn theo truyền thuyết ấy. Thì
mà vuốt lời phải cho tư lần cho thần thưởng tất thế mà lả lại cái thời gian thì khi mà chưa có thời gian đó, thì đã sẽ chẳng thuận với tự nhiên ca đi theo như thế tất thế đá cô là ca đi chìm pip để chẳng hay tái phèo theo theo chẳng hay tái đốn kháng bốn quân chim cung mà nhau cái cậu chú hay phát lùng chim cung chú hay múa bèo múa ma ca có chú hay ông đã khủng khủng khương chùa đình tình đình mường quan khang cái khó ca đi ông lời mà tiếp tục là tư lần cho các cái vi thần thuống tí chia ngày chia tháng cho nó thuận thì cuối cùng thì cho gia dịch xuống chia thêm gia dịch xuống chia thêm 4 ngày và cuối cùng ấy, thì mới chia ngày chia năm một năm chia là 12 tháng và mỗi tháng là 30 ngày và có năm tú năm đo kháng thiếu và chia dạng đi nó mới thuận với cái lê có tự nhiên ca đi thì ca pịp mai hay thấy tèo teo theo mai hay thấy đốn kháng bốn còn chim cùng mở nhau cái cẩu mai hay khoát hùng chim cùng mai hay múa bèn múa ma ca đi là ca có mẹ ảo cũng đã khủng khủng khương mà đình tình đình mường con khang kế khổ bớ cái sinh vật trở thành con mo ca đều mà tươi tính rồi mới làn để cứ khủng đó thế, toàn bộ cái tri thức của việc thời gian của người mường á nói chung và cái người mường pi ô riêng á là nó thể hiện rất lòng cái lịch hào đoài lịch hào đoài là cái dấu mốc quan trọng là cái dấu ấn khắc ghi thời gian là cái bô chư tương hình sơ cố rất là đơn sơ mới là duy nhất của người mường quản lai thế nhâm nỉ hoạt linh hết thế nỉ là cái bô lịch ứng dụng là thực tế qua đó đúc kết những cái kinh nghiệm và những cái quy luật của tự nhiên và xã hội để phục vụ trực tiếp cho đời sống con người mà là cái bô lịch thì coi như là một cái bô khung thời gian của người mường. Người là cái thiên khao đoài ấy thì thiên lịch thì nó từ nơi có cái cách hốt khác hả và nó hiếu thì hơi khá mông lung nhưng thiếng mừng pi đoài thì có nghĩa là bước qua ví dụ là đoài cầu đoài qua năm nả chẳng hạn thì còn khao đoài chính là cái ngày mà khao nó xuất hiện tiểu với mặt lăng đấy, theo mọi người kinh hoặc là khao tu rùa đấy và cái ngày đi là khao nó rách nhấp nhảy đi theo một cái đường nhất định cái linh bột lời khao nó cứ tu rùa tha ở linh cái bột lời và pang mặt lăng ngày đêm thì trời rất là tròn chẳng có mây có mưa chi rất là láng và mo la thì lê cái ngày nì là cái ngày thường là lê choan cái ngày nì là ngày gieo ma với vì nó chẳng bớ đầu cho một cái vu mùa chính vụ sẽ chẳng có mưa cái gieo ma là mùa rất là quan trọng đối với người nhà nông là choan cái ngày nì cái gieo ma choan cái ngày mưa thì nó sẽ lăn bùn hết thế choan cái ngày nì thì khô ráo ma nó lên thối cả mà ăn tha là đền cho hết một cái vụ mùa. Thưa bố là lịch đòi của mọi mương thương ảnh sung trong đơn kiểu việc chị ạ? Trong các cái công việc của người mường á, nó có rất là từ việc gia đình, việc làng xa, việc tổ chức các lễ hội, bầu y ngõ vào cái lịch khao đòi này đó. Đây thì cái lịch khao đòi thì ảnh sử dụng từ rất là lâu đời rồi, mới chẳng phải ngày hay đại hết. Tức là chỉ các ông có nhiều kinh nghiệm, thầy mo, thầy cũng chẳng hạn thì hơn mai đấy. Thế hiện nó lòng cái bô lịch thì người dân nọ thì chẳng phải là hay đấy hết còn người dân háo hay đấy thì lại phải hỏi các ông có nhiều kinh nghiệm nói chung như các ông cụ thế là thầy mò thầy cúng ở mai thế thì khi háo dựng nhà mới thì y phải choan ngày thì có lịch thì choan ngày thôi cưới hỏi để y choan ngày thế là ngày thôi tọc mong tính cá y phải choan ngày mong thì cá thi thì thì vào cái ngày đi khắc ất linh có khắc ất linh gì rồi thì hôm á đạt ăn kết quá rồi thế rồi là các cái công việc khác thi xa chẳng hạn thì phải cho ngày thôi các công việc khác như là trùng của làng xa khai hạ
rồi là khuống mùa, rồi là lê thứ lá lọ, y đều phải chọn những cái ngày thôi. Thưa nghệ nhân Bùi Văn Khấn, lịch đòi của Mỏ Mương thương ản dung kỷ hiệu băng đăng kỷ ná phèo, mỗi ná phèo thể hiện một khẳng, tánh hết đớ mà phân biệt ản tương khẳng, Mỏ Mương thương dung đăng kỷ hiệu chị ạ. Cái lịch đòi này là có cái thời xa xưa lâu lâu lắm, vừa khởi quân làng ta cần ta cải cho nên là ông Bùi Di Giảng tế lại cho một riêng con người Mường. Cái người Mường ngày xưa là không có chữ, trong nó khác qua chi thì biết thì phải dùng cái que này, tức là dùng đây là lịch đòi chuyển lại từ đời này qua đời khác. Trong chia thời kỳ đi, thời xa xưa là một năm chia là 12 tháng, trong cái này cũng thể hiện là 12 que, mỗi mà que là một tháng, trong một tháng là chia là 30 ngày, trong đó là có 10 ngày câu mà người ngày lùn, mưa ngày cối, cái ngày những ngày xấu tức là ngày lộ, những ngày thối tức là cá ti là cá nó ti, mình thì mương thì trải, thì lại thì biết là án cá liền. Ấy là ngày đoai này cũng là ngày đẹp. Ví dụ tháng này là tháng ba mừng bi, đây có dấu hiệu người, đây là mà ba cái nấc là tháng ba, còn có mưa là ngày câu, tháng ba nó có mưa là ngày câu, mưa là ngày lùn. 10 ngày cối, trong là 10 ngày ta cứ tính đi, ngày bảy, ngày tám, ngày chín, ngày 10. Trong 10 ngày thì với ngày năm trước tiên là đều ngày đẹp hết, cả là vừa cái hạ thoải mái. Trong khoảng tháng 3 này ta tính lùng 10 ngày cơ sao nhá, tính 10 ngày lùng này, một cơ một lùng này là có cá ti ở ngày thối, ngày hai lại thối, ngày ba thối, ngày bốn là có đoai ba, nó ngày cũng ngày đẹp đấy. Ngày 4, ngày 5, ngày khấu, ngày 7 là đẹp nhất. Nhưng mà ngày 8 là ngày lô này, buồn phá như chẳng là. Cả là vừa cái hái chẳng là. Chẳng là ngày thả, ngày 9 này chẳng là. Tính ngày 10 là ăn này. Tính nào, ta là sao ngay lô rồi. Ta tính 10 là ngày cuối này. 10 là ngày cuối, 10 là ngày cuối tháng 3. Tức là 1 cuối, 2 là cuối, 3 cuối, ngày 4 cuối, ngày này ngày lô này. Nó có lô này rồi. Tính ngày 4, ngày 5. Tính ngày khấu, ngày đâm là án ngày này đẹp này. Tính ngày khấu của ngày lô này. Ngày bấy của ngày án này. Ngày thám lộ, tính ngày chín cũng lộ. Tính ngày mưa mới đẹp. Thưa bố là Mỏ Mương có cái câu hay lui khẳng định. Tính hay nó có ý nghĩa chi thế nào ạ? Ngày lui tháng thứ tức là so với cái lịch này. Tức là với người Mường ấy, nó lui lại một ngày. Ví dụ như là tháng thứ thì người Mường hao hủy ăn thiết tháng 3. Nó kháng nó tiến lên. Mấy đề nếu mà người dân tộc Kinh thì nó là kháng pa là kháng nó chẳng thế thôi. Ngày lui lại ví dụ hôm nay này là ngày thám, mấy người Mường lui lại một ngày là tức là ngày bấy. Bấy cơ thám cơ. Đấy là ngày mưa lồn thì người Mường đã vừa có ngày chín thôi, chín lồn thôi. Lui lại một ngày, kháng nó sẽ tiến lên. Thưa bố, tánh hay cả ni Mỏ Mương bì con dung kỷ lịch đòi ni chẳng ạ? Trong cái thời đại thay đổi này, nhưng mà dân tộc người Mường bì vẫn còn dùng cái khao đòi này, dùng trong háo tang lễ. Thứ nhất, thứ hai là những cái ngày háo đám cưới, du cháu, hay là muốn cờ lốt cà, háo trong lễ lồng cú, lồng khoai, cũng cho ngày hết, còn vẫn còn dùng riêng người Mường bì. Xin ăn hỏi nghệ nhân Bùi Văn Nơi. Thưa bố loan theo cái cuộc khổng hiện đại cán hi, mình thương dung theo cái lịch của Mỏ Kinh. Tính hay Mỏ Mương mình có tình hiệp dự bên cái lịch đòi cán hi chăng ạ? Cái vô lịch khao đòi này đúng là một cái di sản văn hóa của Mỏ Mương mình đó. Nó là cái tri thức thời gian của người Mường, là cái dấu mốc quan trọng, là cái dấu ấn khắc ghi thời gian, mà là cái bô sư sơ đắng đầu tiên của người Mường mà còn tìm thấy ăn đố nhâm nhì. Cho nên là người Mường chúng ta cần phải giữ gìn những cái di sản văn hóa hết sức quý báu này, và xã hội cần phải kịp thời tôn vinh những cái giá trị di sản này thì ăn truyền lại cho đời sau. Cái việc đó là rất là quan trọng và cần thiết. Xin hẳn trả ơn các bộ trong với nhà truyền ngày hôm nay.